thì anh không được hẹn hò riêng, phải tự xem hình Mạnh Trường mỗi tối để lấy cảm xúc diễn xuất. Mỗi tối là bật YouTube lên để xem Mạnh Trường. Mà biết tại sao lại mở YouTube không? Tại vì trên Facebook là toàn ảnh vợ con anh ấy thôi. Mình không lấy cảm xúc được. Thế mình phải xem lại những cái bộ phim trước đấy của anh ấy để mình nhìn mặt anh ấy để mình lấy cảm xúc. Để tối mơ, tối mơ lấy cảm xúc cho nhân vật. Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ. Tim tôi đau quá men. Khi mà thì anh đóng vai Như Ý thì mình cũng nghĩ rằng là thôi phim trước mình được tán rồi thì phim này mình đi tán người ta thôi. Nhưng khi mà Thùy Anh quay và Thùy Anh nhìn thấy cảnh Lâm và Dương bên cạnh nhau thì đau nha, đau thật nha. Phim trước mình đang được kiểu là công chúa ấy, được tán tỉnh, được kiểu các chàng trai trong bộ phim yêu thích ấy. Xong rồi phim này thì mình lại phải đi tán người ta mà có khi lại còn bị đau lòng, bị thất tình nữa. Có thể nói là sao ta? Ghen tị à? Rất là ghen tị với cả Dương. Cái này thì thực ra ấy, anh Lâm với cả anh Quy thì rất khác nhau. Tại vì anh Quy thì là một người rất là giàu này, xong rồi là không khác gì công tử trong chính cái môi trường của anh ý. Thế nên là anh ấy có mũm mĩm hơn anh Lâm. Anh Lâm thì anh ấy rất là gầy và sưng gió. Anh Lâm đẹp trai nha. Nếu mà để nói mê thì thấy anh chắc mê anh Lâm hơn á. Với cả anh Trường thì diễn mắt cực kỳ đỉnh luôn. Xem từng cái khung hình mà được cắt ra từ bộ phim và ánh mắt của anh ấy, gương mặt của anh ấy thì đủ khiến cho khán giả nhìn thấy một cái nét si tình của nhân vật Lâm này rồi. Thế nên Thùy Anh nghĩ rằng là nếu mà để ý kỹ hơn một chút thì khán giả sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi giữa hai nhân vật đó. Nếu mà đi chung nguyên team thì có, còn đi riêng thì chắc chắn là không rồi nha. Làm sao mà đi riêng được. Sau hai bộ phim quay nhiều với nhau, gắn kết với nhau thì đội của Thùy Anh và anh Trường cũng gắn kết hơn và cũng đi chơi riêng với nhau nhiều hơn. Mỗi tối là bật YouTube lên để xem anh Trường. Mà biết tại sao lại mở YouTube không? Tại vì trên Facebook là toàn ảnh vợ con anh ấy thôi. Mình không lấy cảm xúc được. Thế lên YouTube cũng toàn ảnh vợ con. Thế mình phải xem lại những cái bộ phim trước đấy của anh ấy để mình nhìn mặt anh ấy để mình lấy cảm xúc. Nhưng mà cái đấy là do vấn đề của riêng bản thân Thùy Anh thôi. Tại vì Thùy Anh bị ngại. Thùy Anh bị ngại với các bạn diễn nam. Và khi mà không có cơ hội để đi cà phê hay đi gặp gỡ riêng thì mình phải tự tìm cảm xúc cho mình một cách khác. Thì đó là cách là Thùy Anh xem anh ấy mỗi tối để để tối mơ lấy cảm xúc cho nhân vật. Hồi đầu thì Thùy Anh sợ một chút là mọi người đang rất là yêu thích nhân vật Phương Ly, đáng yêu, dễ thương, nhí nhảnh của Thùy Anh. Mà đến vai Như Ý thì đôi khi mọi người sẽ thay đổi cái cảm xúc đấy và lại ghét mình như vai Tú của Cả Một Đời Ân Oán. Thì cái đấy là cái điều lo lắng nhất của Thùy Anh. Nhưng mà sau khi mà bộ phim lên sóng và mình cũng khá là tự tin với cách thể hiện nhân vật Như Ý của mình thì Thùy Anh vẫn cảm thấy là mọi người đang có một cái nhìn rất là tích cực về nhân vật Như Ý. Mọi người vẫn có những cái comment khen cũng như là hiểu được cái tính cách thẳng thắn, dứt khoát của nhân vật này. Thế nên là mình cũng bớt lo lắng đi rồi.